Chào mừng các em đến với audio của Học Văn Chị Hiên. Ngày hôm nay hãy cùng với chị đi tìm hiểu về những câu thơ của bài thơ Việt Bắc. Đó là những câu thơ thể hiện nội dung những năm tháng chia ngọt sẻ bùi của đồng bào Việt Bắc với cán bộ cách mạng. Sau những lời mở đầu, người ở lại tiếp tục gợi lại những kỷ niệm gắn bó đầy ân tình của 15 năm ấy, cũng vẫn dưới dạng câu hỏi nhưng đã gợi cụ thể hơn về thời gian, không gian của những kỷ niệm. Là lời hỏi nên không miêu tả cụ thể mà chỉ dùng bút pháp gợi tả. Nhưng sau những câu thơ, những hình ảnh cô đúc là bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nghĩa tình chất chứa dồn nén. Lời hỏi ấy bắt đầu từ: mình đi có nhớ những ngày mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù. Mình về có nhớ chiến khu, miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai. Lời của người ở lại hỏi người ra đi, người Việt Bắc hỏi cán bộ cách mạng: đi rồi có nhớ những ngày mà ta với mình cùng trải qua tháng ngày sống chung với lũ, những ngày mưa lớn mây mù hay không? Hình ảnh mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù ở đây ý muốn nói tới hoàn cảnh thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Câu hỏi khơi gợi trong lòng người ra đi về những ngày gian khó, trong gian khó mới thấy được chân tình của đồng bào, của nhân dân, là sẵn sàng cùng với những người cán bộ cách mạng trải qua mọi khó khăn, vất vả. Đó còn là những tháng ngày giặc đến, giặc lùng để có thể bảo vệ tổ chức cách mạng. Trong những tháng ngày đầu của cuộc kháng chiến, đồng bào Việt Bắc cùng cán bộ cách mạng phải lui vào rừng sâu, cùng nhau trải qua những tháng ngày ăn tuyết nằm xương, nếm mật nằm gai. Nơi đây mưa nguồn suối lũ khắc nghiệt, mưa dữ dội, suối nước chảy xiết vô cùng nguy hiểm. Là những tháng ngày với sự thiếu thốn về vật chất, miếng cơm chấm muối, những bữa ăn giản đơn, thiếu thốn, nhưng vượt lên trên tất cả, họ lại giữ cho mình sự kiên định, vững vàng vì họ hiểu rằng trên đôi vai của mình đang mang một mối thù lớn, mối thù của quốc gia, dân tộc. Đó là quyết tâm của những người cán bộ cách mạng, nhưng cũng là quyết tâm của đồng bào Việt Bắc. Họ sẵn sàng quên đi cái riêng để hòa nhập vào cái chung, quên đi cái cá nhân để hòa nhập vào cộng đồng rộng lớn. Hòa theo dòng cảm xúc xuyên suốt ấy vẫn là những câu hỏi gợi nhắc về quá khứ. Mình về rừng núi nhớ ai, chám bùi để rụng, măng mai để già. Câu hỏi tu từ gợi tình cảm của thiên nhiên Việt Bắc của dành cho những người cách mạng. Rừng núi nhớ ai? Câu hỏi với biện pháp tu từ nhân hóa để nói lên nỗi niềm bâng khuâng, da diết. Rừng núi ở đây cũng chính là hình ảnh hoán dụ chỉ đồng bào Việt Bắc. Từ ai trong nhớ ai ý chỉ những người cán bộ cách mạng, là đại từ phiếm chỉ nhưng lại mang ý nghĩa chỉ cụ thể, mượn thiên nhiên để bộc bạch những tình cảm chân thành, giản dị của mình. Tố Hữu đã đem đến cho bạn đọc những ý thơ hay đến thế. Chưa dừng lại ở đó, câu thơ tiếp theo chứa đựng hai hình ảnh, hai món ăn quen thuộc với những người cách mạng thuở ấy. Chám và măng là lương thực chủ yếu của bộ đội ta trong những ngày chiến đấu đầy gian khó. Nay người đi rồi, chám và măng không còn người thu hái, để lại ở đây là một khoảng hụt hẫng với nỗi nhớ mênh mang. Thiên nhiên mang một nỗi buồn trống vắng vì người đi mất. Thiên nhiên nhưng cũng chính là cách để nói về tiếng lòng của những người ở lại. Đó là tình cảm của nhân dân với cán bộ thiết tha, trìu mến, và để rồi những nỗi niềm ấy kết tụ thành tình cảm chứa chan. Mình đi có nhớ những nhà, hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son. Câu hỏi tu từ tiếp theo ý muốn gợi nhớ tới con người Việt Bắc. Với hình ảnh hắt hiu lau xám, nhà thơ muốn nói tới hình ảnh của những ngôi nhà lá đơn sơ, mộc mạc. Khung cảnh gợi ra sự hoang vắng, hiu hắt, cô liêu. Thế nhưng tác giả đã sử dụng biện pháp đối lập để chứng tỏ rằng bên ngoài là hình ảnh điều hưu, nhưng bên trong khung cảnh ấy, những ngôi nhà ấy là những tấm lòng son sắt, đậm đà của những người ở lại. Đó là nghĩa tình thiết tha, trìu mến của những con người nhỏ bé đã góp phần của mình vào chiến thắng Điện Biên Phủ năm ấy, chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Để rồi những phần thơ tiếp theo là những phần thơ gợi nhắc ân tình. Mình về còn nhớ núi non, nhớ khi kháng Nhật, thuở còn Việt Minh. Câu hỏi tu từ gợi nhắc về núi rừng Việt Bắc với hình ảnh của khu căn cứ địa kháng chiến với hai sự kiện lịch sử. Đó là những năm tháng của phong trào kháng Nhật những năm 40, phong trào Việt Minh tạo ra mặt trận vũ trang, góp phần làm nên chiến thắng của cách mạng tháng 8 và là tiền đề quan trọng cho những thắng lợi sau này. Chỉ nghĩa tình của đồng bào Việt Bắc đối với bộ đội, với cách mạng, sự đồng cảm cùng san sẻ mọi gian khổ, niềm vui, cùng gánh vác nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, làm cho Việt Bắc, quê hương của cách mạng, cội nguồn nuôi dưỡng cho cách mạng, càng thêm ngời sáng trong tâm trí nhà thơ nói riêng và trong lòng người đọc nói chung. Những kỷ niệm cách mạng được tái hiện qua những câu hỏi gợi tả, và tháng năm ấy đối với người Việt Bắc và cán bộ cách mạng là những năm tháng không thể nào quên.
mình đi, mình coi nhớ mình, tân trào hồng thái, mái đỉnh, cây đa. Chú ý một chút về cách dùng từ của Tố Hữu, có thể thấy trong một câu thơ có hai chữ mình. Chữ mình đầu tiên ý nói những người cán bộ cách mạng, chữ mình thứ hai chỉ đồng bào Việt Bắc. Thế nhưng cũng có thể hiểu cả hai chữ mình này đã hòa làm một, giống như tâm hồn của người cán bộ với đồng bào Việt Bắc đã hòa vào nhau. Kẻ đi, người ở đều có một tâm trạng bâng khuâng, tiếc nuối như nhau. Để trực tiếp nhắc nhở về những tháng ngày gian khổ nhưng cũng đầy hào hùng năm ấy, Tố Hữu đã nhắc tới những địa danh, sự vật gắn liền với cách mạng. Những địa danh, hình ảnh gắn với sự kiện quan trọng của cách mạng được Tố Hữu đề cập trong những phần thơ của mình là cây đa tân trào. Hình ảnh này gợi nhắc sự kiện lịch sử ngày 22 tháng 12 năm 1944, đồng chí Võ Nguyên Giáp làm lễ xuất quân cho đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, sau này là ngày quân đội nhân dân Việt Nam. Hình ảnh tiếp theo xuất hiện trong mạch cảm hứng của nhà thơ là mái đình Hồng Thái, địa danh gợi nhắc những cuộc họp chiến lược quan trọng, từng bước đi tới chiến thắng của cách mạng. Tố Hữu lồng hai địa danh lịch sử vào trong câu thơ nhằm nhấn mạnh câu hỏi của người ở lại, đồng thời còn là lời nhắc nhở không biết rằng cán bộ về xuôi có còn nhớ rằng Việt Bắc chính là cái nôi của cách mạng, là nguồn nuôi dưỡng cách mạng hay không? Và liệu rằng cán bộ về xuôi có còn thủy chung gắn bó với Việt Bắc như xưa hay không, hay là đã thay lòng đổi dạ? Như vậy, chỉ với 12 câu thơ của bài Việt Bắc, Tố Hữu đã đưa ta vào thế giới của hoài niệm và kỷ niệm, vào một thế giới êm ái, ngọt ngào, du dương của tình nghĩa cách mạng, bao trùm trong tâm trạng của cả kẻ ở, người đi là nỗi nhớ da diết, mênh mang với nhiều sắc thái khác nhau. Niềm hoài niệm thiết tha đã làm sống dậy những kỷ niệm sâu nặng nghĩa tình với thiên nhiên, con người Việt Bắc, với cuộc sống kháng chiến gian khổ mà hào hùng. Đoạn thơ đã cho ta khẳng định Việt Bắc là cái nôi của cách mạng, là trung tâm đầu não của cuộc kháng chiến. Nơi đây không chỉ in dấu những kỷ niệm đầy nghĩa tình nồng ấm, còn là nơi bắt đầu cho dân tộc Việt Nam làm nên thiên sử vàng chói lọi. Những tháng năm gian lao mà hào hùng ấy sẽ còn in đậm mãi trong trái tim của người Việt Bắc và người cách mạng.